Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về các function. Thank you.
CCTV đã hoạt động. Thì cái điều đấy là điều cơ bản đầu tiên để các bạn bắt được Curry. Giờ tiếp theo, bây giờ ta bắt được sự kiện đầu tiên, sự kiện on click. Đây, chúng ta đặt A. Không, chúng ta đặt A là gì? Selector click thì lại chính là đô la. A chấm click. Rồi, và trong click làm gì? Trong click này bạn làm gì? Thì bạn sẽ là cái function. Bạn chọn cái function này. Và trong cái function này bạn muốn làm gì? Thank you.
được